đây có 3 người. Ba người thôi hả? Dạ. Phi xin phép quảng cáo một tí xíu nha. Quý vị cũng biết là Phi có nhiều nghề, trong đó có nghề nối mi. Khi mà Phi làm khách á, là đặc biệt khách của Phi là những người khách cực kỳ khó tính, kỹ tính và họ rất là kén chọn, nhưng họ là những người chịu chi. Họ sẵn sàng chi những số tiền lớn bởi vì Phi làm chuẩn kỹ thuật. Mỗi bộ mi là mỗi design, mỗi thiết kế riêng cho mỗi cặp mắt. Bạn nào đã làm qua rồi nhưng họ ở những nơi kỹ thuật không chuẩn thì Phi cũng có thể hoàn thiện những kỹ năng, chia sẻ những kiến thức chuẩn đến cho quý vị. Phi muốn giới thiệu đến các anh chị khắp nơi trong toàn nước Mỹ muốn học nghề nối mi hay muốn trau dồi rèn luyện thêm những kiến thức chuẩn về nghề nối mi thì hãy đến với Phi nha. Phi sẽ chia sẻ với các bạn những kiến thức chu kỳ phát triển của sợi mi và mình đặt sợi mi như thế nào để cho hàng lông mi đó có cảm giác nó dày rộng hơn, không bị phá đi cấu trúc của sợi lông mi. Và đặc biệt là Phi sẽ chia sẻ đến các bạn kỹ thuật design lông mi, chẳng hạn như là một đôi mắt có những khuyết điểm này, đôi mắt kia có những khuyết điểm kia, thì các bạn sẽ nắm bắt được cái khuyết điểm của lông mi đó để các bạn che đi cái khuyết điểm và tạo nên một cái điểm nhấn đẹp trên cái đôi mắt của mỗi người khách của mình. Mình không nắm được kiến thức về design này thì các bạn nối, có những đôi mắt các bạn nối hung nó càng hung hơn, đôi mắt buồn nó buồn hơn. Phi sẽ nhận 10 học viên đầu tiên. Phi sẽ dạy vào dịp trong những tuần đầu ăn Tết, thuận tiện cho các bạn từ các nơi bay về Nam Cali này chơi, sau đó là tặng luôn bộ đồ nghề đầy đủ luôn. Phi sẽ dạy cho các bạn trong 4 ngày. Nhanh tay gọi điện hoặc là email cho Phi nha. Anh có mời thêm anh Đức Đạt mà anh Đạt bị bận có khách ở xa. Dạ. Ok, anh Tony ngồi đó, anh Phi Long ngồi đây đi. Anh Phi Long ngồi đây, anh lên ngồi kia hả? Chị Mỹ Hạnh ngồi ở đâu? Ở đâu cũng được, ở đâu cũng được rồi ngồi. Đó, ngồi đó, hay lắm. Em mời anh. Phải sắp xếp nữa. Đạt, bữa nay Đạt không có thì cũng buồn. Đạt có khách. Dạ. Rồi các bạn nào đi chợ đi, mua một con cá lớn để chạy. Ai đi chợ đi em. Thế này mỗi người mỗi cá. Ai đi sao mà ăn. Thế này mỗi người mỗi cá. Uống dùng bia gì chứ. Thì hả? Không, chịu đi chợ đâu. Ai kêu gì. Hai cân. Đừng giờ tôi đi ăn, một ai kêu gì tôi ăn. Dạ. Nhưng nghèo cái sản này sao không được cái sống. Đi rổ là cũng xếp. Rồi anh Vinh Long. Cảm ơn mời quý vị. Anh đề nghị mình làm một con cá tươi lớn nướng. Anh đề nghị ủng hộ. Ủng hộ tư tưởng, có tâm hồn ăn uống lắm. Em mà có tâm hồn ăn uống. Đây có đồ chơi mà. Ồ đúng rồi. Đây có đồ chơi nhiều. Em chơi trường. Đúng rồi, anh chơi trường. Hai người này em chơi trường. Vậy thì mình dọn con cá nhỏ thôi, cho medium. Dạ, dạ luôn. Em vô tư. Dạ. Con cá nhỏ. Dạ. Không được nữa, anh chơi nha, gọi em chơi đi. Dạ, một con cá nướng lớn. Dạ, dạ rồi ạ. Có chả giò, có cánh gà gì thêm không? Dạ, thưa để ăn rồi yếu thì mình sẽ gọi thêm. Anh đang muốn chơi. Vâng, có ở xa, có ở xa vùng với tôi Sài Gòn hay không? Thì mời em và bạn hỏi dành cho anh một điều nhỉ? Happy birthday để tặng người đã xin phép từ trên trời đã xin phép từ trên trời tự nhiên giờ tới mấy giờ? Dạ 6 giờ thì còn phải 8 giờ. Chị
rồi đủ rồi. Anh lên đi. Cái hành để giúp toàn lực cho con cá. Ơi, con cá bắt đầu nha. Người gì chị người Việt Nam ra lớn con đặt ca đặt ca đặt ca đi khoảng giờ nào thì cái chị đó chị anh đó nãy chị tưởng là cái anh chị nói cái anh hả cái anh Bi đồ mày cái đó anh Bi hả không có tóc đúng không chị? Đúng rồi. Lo con. Anh Vy lúc trước em cũng có quay. Lúc trước em cũng có quay nhưng mà không có. Thì đó là tại ảnh thôi. Qua hay là gọi ở ảnh chứ không phải quay. Em đang ra em quay nhận đó. Khi nào ra rồi em gửi cái link chị coi. Cho nên là đang kéo anh lên nó sẽ lo rồi. Bây giờ có chỗ ở được 2 tuần rồi đó chị nói là 3 tuần rồi. Ừ. Đăng ký thì làm. Đăng ký thì làm nếu mà chị có biết ở đâu có cần gì đó. Hôm nay được mời nhưng mà vô tình là sinh nhật của chị Mỹ Hạnh. Mình nhân nhận Phật chính thì không muốn lên rồi. Thôi cho lên đẩy hai cái tay đó. Đó, sinh nhật của chị Mỹ Hạnh đó quý vị. Cảm ơn anh. Chị Mỹ Hạnh có rất nhiều fan ở Việt Nam. Dạ. Em cũng biết sinh nhật của em. Bây giờ mọi người đi ăn, còn anh Di Long á là đang thực tập. Đang thực tập và ra đàn cái bài ra khỏi cái bài Happy Birthday rồi. Còn đi Di Long, đi vô ăn. Đi tập thổi kèn. Giờ con kêu bất tử rồi, mà đâu có chuẩn bị đâu, có chuẩn bị bài này đâu. Không có chuẩn bị bài đâu, giờ ra tập nãy giờ phải không? Ra thổi cho nó ấy chứ, birthday rồi. Rồi, you got a surprise me. Ôi, rớt cái gì rồi. Ui. Cảm ơn em. Chu đáo ra không luyện tập mà đi ra sau đứng nãy giờ luyện tập. Thì vì bất đê của người ta mà người ta cũng danh dự được có tiếng kèn lạ. Vô ăn đi anh. Vô ăn là chính, thổi là phụ. Ngày đại phi lao. Ồ xin lỗi. Ồ anh đang chuẩn bị. Nhưng mà tại mọi người biết. Thì giờ đây là con thấy quý. Dạ vâng ạ. Mà không không dám giấu gì quý vị nha, chính tả của mình là nhờ cái cần cổ cô Kỳ Duyên. Chính tả Việt Nam của em á. Dạ vâng, em mời. Em chỉ mới biết chữ Việt Nam ở trong tù của Bụi Cam Moran Tadigel. Em bắt đầu đó học và đi lên trường lớn. Mà khi mà em viết sai chính tả quá, cái em nói mẹ ơi, rồi cũng biết em viết sai chính tả nhiều quá, sai chữ dấu hỏi, dấu ngã. Dấu hỏi với dấu ngã là những cái củng của đàn bà, và cũng là hai cái củng, mà một bên dấu hỏi một bên dấu ngã, mà em không có để luôn chung em cho cái hỏi là mẹ tôi làm cách nào đảm bảo là không phải chú ý những cái cô Kỳ Duyên của MC á, là bởi vì cái cổ đã cao rồi, cái gì mà cổ nói cho âm bắt bắt rặt á, là cái chữ ngã là cũng như cái anh
dài một tiếng, còn cái chữ hỏi là cũng ngắn một tiếng, thì em để ý chữ đó, ô thì ra là nguyên nhân nó là như vậy. Em từ cái câu đó là em tự động chúng ta em là nói được, rồi mà cái cách ráp ráp văn chương thì cái này có nhẹ, tức là hai vị đó, hai vị giáo sư đầu tiên của cuộc đời em từ tầm xa. Dạ vâng ạ. Em học đó ở mình có ý chí từ tiền môi trường. Cô bé này cũng dạy cho em cũng rất là nhiều bài lắm. Dạ vâng. Để gọi là chị bé. Cô bé đó. Chị cô bé. Tại vì nhỏ hơn, nhỏ nhất là nàng giúp cho em được cảm giác của mình như là mình có được với em gái. Tại vì em bị thất lạc với em gái của em ruột của em là nó đai trắng, thất lạc nó từ năm 75. Ủa trên ngày qua nó cảm giác như mẹ. Thì cái đó là anh hạnh phúc lắm, thì anh mới gọi em liền á. Ngày hôm qua là vui lắm, gọi điện tới với mẹ, tại vì hôm bữa đưa anh đi học đàn á, rồi đưa anh đi tới trường học nữa, xong anh hát cái bài ngay đi đâu tí đi học á, chứ làm mình tưng luôn. Anh giống mẹ con đi học. Hôm nay mình nói em có biết không, anh có một câu chuyện này nó hơi funny mà nó thực tế, nó dễ thương, muốn nghe không? Mẹ nói không muốn nghe. Đôi khi cái cư xử của em làm nhớ của mẹ quá. Em chăm sóc cho anh có tỉ mỉ không biết vậy. Quý vị muốn xem anh Phi Long nhiều hơn thì lên kênh YouTube của Hoa hậu Phi Phi Tạ nha. Thì không, cái đó là cũ rồi. Còn bây giờ muốn coi ảnh nhiều hơn và mới hơn thì YouTube Hoa hậu Phi Phi Tạ. Em cũng no no rồi. Wow. Nhờ vậy bây giờ mới có thêm con này. Bây giờ trong tương lai là cái là manager của người ta, là hoa hậu có manager khác, còn cái này anh này được hoa hậu manager. Đi shopping còn xách đồ nữa kìa. Em đang dự định trong đầu là kết làm một cái show cho ảnh. Show về con lai, mời tất cả những người con lai về. Làm cho anh chuyện, làm cho anh sinh hoạt là có lý đấy. Đúng, đây đi. Làm chỗ anh đó theo kiểu sinh hoạt cộng đồng thôi. Còn nếu như lên chỗ nơi biết cái tạo có ăn uống. Thì em nắm thế nào? Nhưng mà cái chủ đề đó mấy anh thấy, chị thấy là đi làm bây giờ ta đã là rồi. Cho nên em làm việc cứ làm thôi. Mình không có nghĩ là cái gì mới đâu. Người ta làm rồi nhưng mà người ta nghĩ rồi. Đúng rồi. Dạ. Làm mới làm. Nhưng mà người ta là nó sẽ có một cái bất là mình làm nó sẽ có một cái thích em cứ làm. Để giúp cho em có lại được cái niềm tin trên cái con đường mà tập chững tập đi lại đó, thì em chỉ muốn là cái gì đó cái message mình chia sẻ lại cho những người bạn lai của em. Tụi nó bị sa ngã rồi, tụi nó buông xuôi cuộc đời, có đứa bị tự giận đó. Rồi có đứa thì nó làm liều cho nên vô chung thân. Hôm trước tụi em làm video lúc đó anh chưa có anh Phi Long xuất hiện đâu, một anh Nghĩa cũng gần đó. Anh sáng sớm tới giống như là một tử anh đang tấn công rồi. Anh sáng sớm quay video đó, tôi quay video là tôi nói giống như là một tử lòng anh 60 năm 46 năm gì đó này, anh đều nói trên cộng đồng mạng quá chừng nói luôn. Tiếng Bắc gọi là thao thao bất tuyệt.
cái đó là những cái chút hết tâm tư đó. Nói như chưa từng được nói kiểu vậy đó, là một cái nỗi lòng gì để xe nhiễm mà bây giờ mới được nói trước công chúng. Dạ vâng, em cũng được. Tôi tưởng rằng đó là em cái đợt đầu tiên mà em chào Tùng ở Washington, nhờ em đứng ra đại diện với mấy anh làm anh, em kêu gần 40 đứa chạy cho cái chương trình của anh, không được gần 40 đứa. Một mình em bán 4 bàn vé, mình em bán 4 bàn một vé là 10 đồng. Một vé là 10 đồng mà mình em bán mười mấy đứa bạn lai em thì dân dàn dàn mười một dàn nữ mà cứ là bà lai chứ không là con lai, từ đứa nào cũng muốn cháu cháu ngoại thì nó bán cũng mấy cái bàn đó, mà biết là đèn cái nó đèn biết một hai lắm, là lá lầm bùng lá rách bọc lá tả tơi, nghe nó kể sơ luôn nghe đó. Thì mình làm đâu không cho đụng hàng đó. Chúa đã sắp đặt như vậy, không đã phải cố định như vậy. Để giờ này thằng em này cũng đau khổ. Dạ thì bởi vậy anh mới sẵn khoái cho em được một cái chỗ dựa. Cô bé này với anh chàng này là cho em một cái chỗ dựa rồi. Giờ anh cho em một văn phòng nữa là chắc còn hơn là bắt nữa. Nghe chưa quý vị? Nay anh Thi Long có văn phòng rồi đó. Mời quý vị. Mời quý vị. Anh sẽ cố gắng tìm những người bạn chồng vợ hướng chồng ý hướng để giúp cho em việc chỗ ở, từ từ đó em cũng phải có chỗ để di chuyển tới lui thì dạ, lúc đó mới làm được nhiều việc của mình. Anh Thư Long thì cái bằng lái của anh thì đang có là nuôi vô duyên phải làm sao được xương thì anh mới đi học lái lại mua xe mà em phải gửi với ảnh là một cái xe hai bánh á, anh lại không thích, anh lại không thích cái xe đó, nó vẫn còn hơn đi cái xe đạp, thà như cái đạp mất không thích thì nó chơi rỉa mất. Tại vì em nghĩ là ảnh bị cái gì đó thì sẽ có người lo này kia, có gì đâu khó tiền này kia nữa, nên mình nói không cái đó mình chạy bữa nào anh tìm người giải bày tình trạng xem nó giải quyết thế nào. Đi du lịch mình không ai bị cô nữa, đi như ai thường thường nó bắt mình khác, đây nó bắt mình khác không? Thấy quá rõ rồi. Cái chai rượu mà cái chai rượu chỉ vui, mà mình để nó cốp quá nha. Đi giờ lấy xe bốn cửa. Đây, mặt là biết là không còn đi luôn á. Đây chiếc bim mờ bốn cửa mình để theo cấp á, về không hỏi bằng lái anh chú em chưa, chạy sao quay tôi, tao thấy mày lạ trong con thao này, nó đẳng tao thấy mày lạ trong thao này, mình quay kiến xuống. Mày uống alcohol không? Không. Người ta nghe trong cái xe mày, không nghe mũi không tính đâu mũi. Mày có nhìn mà mở vô cái chụp cái chai rượu đó. Mày uống alcohol. Nếu tao có rồi thì sao? Tao để ngoài trân mà tao đâu có để trong xe của tao đâu. Vì mày ông pro của lấy gì tao ông pro rồi ghi vô. Pro là bị còn nó ghét nữa,
là mình đóng 500 học gần hết rồi, chứ còn ngày chót á mình chưa trễ có 2 phút nữa đủ là xong luôn, mất tiền mất hết rồi. Nhưng cái đây mấy tháng mình chưa làm lại thì mình nói không muốn lấy còn lái bằng gì đó, có người đi học là từ đâu hả? Kiếm luật sư nói chuyện. Bé ơi, nhìn vào thế giới bản đồ, đất nước mình hình chữ S gọi là Việt Nam. Nhỏ bé thôi nhưng mà danh tiếng một thời, được người đời gọi là Hòn Ngọc đứng đầu. Bé ơi, mình là con cháu Lạc Hồng. Mình tự hào về hai chữ An Nam. Nhỏ bé thôi nhưng mà ý chí không tàn. Bé đừng cúi đầu cười hòa với những ngoại bang. Bé cứ cười, nụ cười với thằng đồng nó đừng cười hòa. Cười hòa tức là người cười nịnh đó con. Con cứ cười, nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ. Vậy nó đáng là con bé Việt Nam. Mình đang viết giữa gian bài Em tập viết. Em tập viết chữ Việt Nam. Bé ơi, em mới tập viết chữ cho đẹp. Cái chữ mà đẹp nhất là chữ Việt Nam. Em hãy nắm nót cho nó tròn cái chữ đó. Bởi vì nụ cười em cũng đẹp như chữ đó mà. Bởi vì em là con của mẹ Việt Nam. Đang viết dở dàng thì cũng chưa có... Còn tiếp? Chưa có đợi. Mấy phút sau hay hơn nhiều. Chưa có đảnh đổ để viết. Lúc đó chưa có. Dạ, à, bây giờ có biết. Bây giờ có biết rồi. Sẽ. Tức là đã được offer. Khi nào mà ra MV rồi em gửi cho mấy anh chị nghe. Tại sao em để ra chiếc chứ em lại chiếc qua cảm thực mà. Thầy chị nhỏ chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia ẩm thực khác nhau. Đúng rồi. Nutrition nó khác nhau. Nutrition là về dinh dưỡng. Yeah. Còn ẩm thực là dạng uống. Yeah. Cuisine thì nó khác nghe. Mà vô qua cái nutrition sướng hơn là tại vì không có mập. Yeah. Anh đoán nha. Đoán là khi làm video kia xuất hiện. Ok, để chắc thầu nhé. Cái này trước hả? Dạ. Rồi. Cắt lên những cái gì. Rồi lăn phải ăn hết món này mới được món thứ hai nha. Thời chế đi lính không thể theo nổi kỷ lục của quân đội. Nghe cho bác nghe. Em chia cho nên em còn nhiều nhất. Chén em to nhất. Nhưng mà người kia cái đó vào nhà kho nói gì bé mọi người về bụng bự nhất. Không, chén to thôi, nói vậy thôi. Chứ nó cũng xem. Cái nó dơ mà chia. Chè này thì bắp giống chừng ngô quá hả? Đúng rồi. Không? Đợi thêm nữa quý vị. Ủa cái đồ lính hôm nay là đồ của anh Tony. Dạ, đúng rồi. À. Mình có ý tặng mình để trong xe. Khi nào đã đưa. Đúng sai. Đúng sai. Dạ, tại vì đúng sai của mình với lại mình không vừa gặp. Mình biết chữ đẹp quá rồi. Chị đó, chị đó. Sao bé rành quá vậy? Trời ơi, không thuộc anh thì sao? Manager được chứ. Manager vậy mới có lương. Không những biết quý tặng mà biết nội dung là gì. My reader. Hãy
không có hơi kể cho mời liền bây giờ đi. Không, 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 không. Signor, cô Signor đối diện với bưu điện bưu xa. Có mà cực đông, nó hơi không, mà chè lời lắm. Em bán không có mấy đồng, em chỉ kè là bán đồng sắt 7 đồng thôi. Đúng rồi. Còn chi tài chuyện khánh giàu quá trời. Dạ, trời nó chịu không. Ồ vậy đó hả? Anh nghĩ đó là đấu rồi, chè lời đó hả? Chè lời. Chè lời. Bữa nào ra bữa xa bán chè quá. Em biết mượn hay không? Anh mua là năm sắp sau đường, bao nhiêu tiền? Đậu mà em rẻ cái gì cũng rẻ hết. Khi mà em buôn bán là phải mua là số lượng lớn. Bắt cô qua mua hết rồi. Em trả cho anh rồi sẽ máy đẹp, nét hài hòa duyên dáng rất kiêu sa, hoa Việt Nam sẽ vẫn nở để vĩ tượng rất cách lắm phong ba, dẫu cho nhân loại cố tình trà đạp lên nhân phẩm, nhưng cách sống của em đã chứng minh trong quá khứ hiện tại sẽ đẹp mãi, vì em là cô gái đẹp Việt Nam. Tặng này. Em sẽ đặt Mỹ Hạnh, my happiness. Em đã đang và sẽ mãi mãi đẹp. You have been beautiful and will be beautiful forever. Nét hài hòa duyên dáng thật kiêu sa. Your peaceful smile is so precious to all. Hoa Việt Nam vẫn nở, dẫu nhân loại cố tình trà đạp lên nhân phẩm nhân cách sống và chứng minh điều đó. The flowers of Vietnam, beautiful, already blooming and always blooming, even though people try to stamp on it, but the character will live forever, and it has been proven like that. Because you and all people are the beauties of Vietnam, and you especially are beautiful mistress of Vietnam, Mỹ Hạnh. To Mỹ Hạnh, the most beautiful happiness. Peaceful and compassion. My feeling. Happy birthday, người đẹp Mỹ Hạnh. Phi Phi giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới. Đây là dòng latex mà Phi Phi mang định hình lại cái vòng eo của mình khi mà Phi Phi thi hoa hậu nha. Bây giờ Phi Phi sẽ hướng dẫn các bạn cách mang latex, bị nắm vào hai cái cạnh dưới của cái latex. Quý vị đưa lên cái vòng eo nhỏ nhất của mình. Quý vị gắn cái mốc thứ 3 hoặc thứ 4 trước nha. Rồi gắn xuống, được chưa? Quý vị kéo xuống một tí xíu, rồi tiếp tục móc vô. Rồi nếm lên cao rồi quý vị kéo xuống. Rồi, quý vị kéo nó xuống. Đây là dòng latex mà Phi Phi rất là yêu thích. Dòng latex này nó có 25 xương, phần bụng dưới á, không có xương sườn. Cho nên là chúng ta dễ bị sồ ra. Thứ nhất là vì chúng ta xanh nở, cho nên là cái phần da của mình nó nhiều cho nên nó đổ ra ngoài. 25 xương này thay thế cho những cái xương sườn của chúng ta, ôm gọn hết cái vùng bụng dưới của các bạn luôn. Thiết kế của cái latex này các bạn thấy không? Nó ôm xuống cái này, nó ôm xuống cái này. Đó, cho nên là nó gọn, nó ôm trọn cái mông của mình. Hai bên này nó ôm cho nên là nó cũng giúp cho cái việc nâng đỡ cái vùng bụng dưới của mình nó tốt hơn. Ở cái phần dưới này nè, quý vị thấy là nó cũng ôm nè, nó có cái độ cong nè, nó cong và nó ôm vào trong người của mình. Cho nên là chính vì cái độ cong này nó mới ôm được, nó nâng được cái vùng bụng dưới của mình nó xách lên. Các bạn thấy nè. Thấy không? Nó có hai hàng dây cong này giúp cho nâng cái vùng bụng dưới lên mạnh hơn, hiệu quả nó sẽ cao hơn, ôm rất là gọn cái vòng lưng của mình. Mỗi buổi sáng thức dậy sau khi đi vệ sinh, bụng của các bạn còn nhỏ thì các bạn nên siết định hình bụng ngay từ lúc đó, cái bao tử mà nó cũng bị ép lại, mỡ nó cũng ép lại, nên khi mình ăn mình có cảm giác no liền. Đó cũng là một trong những yếu tố mà giúp cho chúng ta giảm cân. Các bạn cứ mang cho đến khi nào các bạn cảm thấy khó chịu thì các bạn tháo ra cho nó thật là thoải mái. Mang được càng nhiều càng tốt, chắc chắn rằng vòng bụng của các bạn sẽ nhỏ lại. Bên cạnh đó các bạn có thể sử dụng thêm thuốc giảm cân của Phi Phi nha. Phi Phi quay một vòng cho các bạn xem lại ha. Đây này nó không cấn vào ngực của mình đâu. Giữa như này nó ôm gọn hết, để nâng xếp rất là tốt. Nó không có bị đùn cái mỡ sau lưng mà nó lại hỗ trợ cái xương sống của mình cũng rất là tốt. Gọi điện cho số điện thoại bên dưới cho Phi Phi nha. Chúc quý vị thật mạnh khỏe và xinh đẹp. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.
đại diện cho hai mình, nói lời vấn đề chúc cho nàng luôn đẹp như hoa mai nở mùa xuân nụ cười, nhan sắc đẹp như hoa sen của Phật bảo, trái tim luôn được mùi hương cánh đồng lúa vàng Việt Nam, nhân phẩm cao như mây trên ngàn, tiền đầy túi, tình đầy tim, sức khỏe đầy cơ thể, hạnh phúc đầy gia đình, con cháu thì đầy tấn tới học hành ngoan ngoãn, và trong tình yêu thì đầy êm ấm, trong uyên ương thì đầy mặn nồng ân ái, trong cuộc sống đầy thành công việc làm. Bất đề năm nào cũng được vui vẻ như năm nay. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Rất là cảm ơn, nhất là anh Tony này, Hạnh Linh nè. Em cảm ơn chị, cảm ơn Phi Phi Tạ nè, Hoa Hồng Phi Phi Tạ. Cảm ơn Chính Đình nè. Chí Đình. Chí Đình. Happy birthday chị nè. Phi Long nhiều lắm nè. Đáng lẽ là hồi nãy giờ em phải tắt cái like này, em phải trở lại cái like mới để cho người ta coi anh. Đó, và anh cũng khuyến khích là khi nào mà em cần ông Franklin đó, thì đi ra gặp với anh. Hai anh em mình tắm chừng 15 phút thì em có được một ông Franklin hỗ trợ em. Nghĩa hành của mày nhá. Đó, lấy được một ông của anh là em cũng thấy mình lúc đầu 5 phút, 10 phút mỗi ngày là anh làm 1 tiếng. Vâng. Và cố gắng
không nghĩ gì hết. Dạ vâng. Hoặc là có nghĩ thì nghĩ đến Chúa, đến Phật, đến những người mà có tâm hồn tốt đẹp. Dạ vâng. Rồi từ từ đến một lúc nào đó mình không nghĩ đến ai cả, chỉ thấy hơi ra, chỉ thấy hơi vô, rồi từ từ cái chỗ của mình rất là minh mẫn, dạ, nhanh nhẹn. Có thiền nhãn thông rồi. Thì không phải chạy mà mình sẽ nói sao để cho người đó chuyển hóa được tâm mình muốn mượn bao nhiêu. Đang mượn tiền anh rồi, anh chuyển hóa ra là được. Mình nói lại sao để người ta cho mình mượn. Đấy là, muốn đấy là những gì anh chia sẻ và cảm ơn anh ạ. Anh đã thực tập rồi nên anh muốn chia sẻ với các bạn. Hay là hôm nào mời anh Phi Long mình tham gia đi. Thứ bảy. Được. Thành để mình quảng bá những ý tưởng tốt đẹp đến cho cộng đồng. Rồi lan tỏa cái tình yêu thương, cái sự tử tế đến cộng đồng. Thưa thật với quý vị là em dốt như con bò đực thôi. Kể từ năm 2012, nhờ một chuyến đi tù oan thì State Prison đó, thì bắt đầu chữ nghĩa Việt Nam cũng bắt đầu từ đó. Trong cái nỗi oan nước này mà Chúa đã cho em được là một phần thưởng quá lớn. Tức là so với cái trình độ của anh em đã thấy, bây giờ như tụi em phải tốn khoảng 20 năm. Tốn 20 năm ngồi trong trường lớp mới có được khả năng như anh. Nhưng mà anh chỉ tốn 2 năm. Mà rồi vừa viết truyện, vừa thơ, vừa nhạc, vừa triết. Không, mà đôi khi em ngồi xuống em nghiệm anh, chú ban cho con nhiều quá, nhiều đến nỗi mình mệt luôn á. Tức là cũng hư đốn lắm, mẹ cũng muốn sao cho mình. Tự vì em đã vứt được 4 cái, em đã dâng cho Chúa được 4 điều rồi. Thứ nhất là lòng tham. Thứ nhì là lòng ích kỷ. Thứ ba là lòng độc ác. Thứ tư là lòng hận thù. Em dâng cho Chúa 4 điều đó. Mà 4 điều đó là nhân loại từng bị lún vào trong cái quyền lực, trong cái mỹ nhân. Nhất là mỹ nhân, nhì là quyền lực. Ba là tự ái. Dạ, những cái điều đó là không lẽ ta thường bị. Và chính bản thân em cũng đã từng thất bại nhiều lần vấn đề đó. Cho nên đếm hột xoàn thì em không đếm bằng ai. Tại vì không có hột xoàn mà đếm, mà ngồi đếm cái tội lỗi của mình đó. Thì em làm bài toán này cho quý vị hiểu nè. Quý vị có học trong trường lớp thì quý vị làm toán là đáp số bằng số, phải không? Còn em thì em không có được học, cho nên bài toán của em á, cái câu đáp của em á, là bằng sự công bằng của Thượng Đế. Bài toán của em, cái sự đáp, cái bài đáp của nó là sự công bằng của Thượng Đế, là bởi vì miệng của loài người, nói chung Việt Nam mình nó riêng, như Mỹ nữa. God not fair. God not fair, Thượng Đế không có công bằng. Why not me? Why not him, me? Để em mới lấy cái bài toán đời của em á. Mà em mượn 5 con dấu của bài toán học ở trường của quý vị là cộng trừ nhân chia bằng, đáp số, đáp với bài đáp là đáp là sự công bằng của Thượng Đế. Bây giờ em mượn nè, cộng trừ nhân chia bằng, cộng hết những ngày tháng tội lỗi của anh, bắt đầu biết làm tội lỗi kể từ khi biết làm tình với đàn bà năm 12 tuổi. Đã là biết làm tội. Đàn bà phá trên mình mà chị đó. Đó là biết làm tội rồi, kể từ khi biết làm tình. Đã là biết làm tội, nhân lên cho số ngày tháng và số lần em làm, chia đều ra cho các nạn nhân bởi em gây ra đau khổ. Trừ đi những ngày tháng em bị oan ức và tội tội. Và bằng lại, em dâng lại cho Chúa hết tất cả những gì em có. Thế nó quay sự công bằng ở Thượng Đế không? Tại vì cái phòng của ảnh là mình vô mình thuê, mình tìm, mình trang trí giùm cho ảnh. Thì nó sẽ ướp cái phòng là để 3 cây 3 màu. Vô anh thích lắm. Biết anh thích sách vở thì mình để vở viết đó. Khu bên này đó, nếu em sắp xếp em bỏ 3 con cá. Nhỏ trung bình lớn. lớn nhỏ trung bình lớn. Cái mòn uống rộng rãi. Dạ, bữa nay tới đây là chấm dứt. Nguyễn Hành tuyên bố giải tán chương trình tới đây là chấm dứt. Cảm ơn anh Tony. Cảm ơn anh Tony. Cảm ơn anh Tony. Cảm ơn anh Tony. Cảm ơn anh Tony.
cảm ơn tổ chức, cảm ơn mọi người. Còn cái phòng phòng thiền của anh á, nếu mà em muốn đến sử dụng bất cứ lúc nào cũng được. Cái này là cửa để đi vào cái cửa chính, rồi cái bên trong nó thì có em đi em làm thêm cái nha. Cửa ngoài. Cảm ơn tên đi. Bây giờ làm cái thì anh đó là được cái phòng của anh Phi Long được cái phòng của anh, được cái phòng của anh Tô đi. Cái hai anh em có phúc không? Nhà Hồng Vân của em đã đợi cái phòng riêng rồi. Đợi cái phòng của chị. Chị chắc đây để ra chỗ xe với anh luôn. Cảm ơn hai anh, cảm ơn mẹ anh, cảm ơn đêm. Đây các mẫu ăn thề nè. Cảm ơn quý vị các bạn chắc trước rồi. Có đức tin và tầm nhẫn nhau, xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Tốt lắm em. Em có một cái căn bản về giáo lý về bên Thiên Chúa. Trong tương lai học hỏi thêm về một chút những căn bản của đạo Phật. Vậy thì mình đi nói chuyện trước khi mình đi với mọi người. Trước khi mình đi thì em muốn tặng cho anh một đoạn mà Phật tổ dạy em. Phật tổ không có dạy em bằng lời hoặc là kinh Phật, nhưng mà em chưa thấy ba tấm hình đó, rồi ngài giải thích cho em hiểu. Cho nên là ngài giải thích bằng lời, ngài cho em được tự mình vẽ vời ra. Ví dụ như em thấy bức tranh đó, em thấy bức tranh đó là em thấy cả một cốt truyện ở trong bức tranh đó. Từ người xây viên gạch đầu tiên cho đến khi hoàn tất, đây là câu chuyện của ngài Phật Tổ ngồi trên ba, ngồi ở ba thế ngồi. Thứ nhất là ngài ngồi với cây bồ đề, cũng như là ngài ngồi trên một con rắn, và thứ ba là ngồi trên một đóa hoa sen. Cả ba đều là một ý nghĩa, nhưng hàng vạn ý nghĩa sau bên đó cả ba. Bây giờ em lấy đoạn chính giữa là một cái đoạn gọi là ta tha thứ cho nhau. Ở cái vấn đề ta tha thứ ở ngoài môi mép với đời, tha thứ cho những người vinh dự hay là để cho gọi là được tiếng khen của người đời, nhưng mà thực chất trong lòng tôi vẫn còn bám víu ở cái sự hận thù cá nhân. Mặc dù ở đầu này thì tôi nói là tha thứ cho cái thằng khốn nạn đó, nhưng mà đằng kia thì lại không dùng cái danh từ khốn nạn mà dùng cái danh từ thằng chó khốn nạn. Đó là những cái, có nhiều cái ngôn từ mà chúng ta thường sử dụng cho nhau nó một cách gọi là nặng nề. Khi mà có một người khác họ đối diện, ngài Phật tổ dạy khi mà muốn tha thứ cho người ta, mình có thể khiến con người đó từ một con người phần tồi bại, nó có thể trở thành một con người vĩ nhân. Vĩ nhân là con người làm việc hơn mình, vĩ đại. Và từ cái chỗ vĩ đại đó, mình có thể khiến cho nó trở thành một con người thánh nhân. Thánh nhân là những người có thể chết cho người khác được sống. Dạ vâng. Thì có nhiều người bảo rằng là ông là tu hành, tại sao ông lại tiếp xúc với loài rắn độc? Tức là người ta đang trách tư vi á. Em là quá hậu đẹp mà em đi với cái thằng bếp xuống thì kem nó tiếng. Người ta cũng nói. Rồi anh này là một quân nhân, tại sao anh là lính Mỹ mà anh đi chơi với mấy thằng Lan thì kem nó tiếng đâu rồi biết chơi luôn. Hai bạn này cũng cười và bè cũng đi. Đó là cái tính cách người tha thứ. Thì người ngồi trên con rắn độc này, ngài dạy em là như vậy. Rắn nó không có độc. Cái độc không phải bởi lòng của con người mà độc hơn nọc rắn. Cái nọc của con rắn không có độc. Nếu mình nọc rắn có độc thì con rắn nó ngậm độc nó đã chết rồi. Nhưng cái nọc của nó quá nóng mà cơ thể của mình máu không chịu được, không chịu nổi cái độ nóng của cái nọc của nó, chứ không có độc độc. Nhưng mà độc thì nó đã chết rồi. Cái máu đó để khi nào mà nó cắn hàm răng nó vô làm cho vết thương mình mở ra, thì cái chất nóng đó nó chạy vô và nó thấm vô máu rất là mau, nó đốt máu rất là tích tắc trên sát cành, là những cái nhịp tim mình đỡ thở cũng việc mình chết. Nhưng người ta cứ nguyền rủa rằng là con rắn nó độc ác, thường thường ví như đàn bà đà ác như rời rắn. Không, đàn bà không ác tại vì hành động của người khác làm cho đàn bà ác, chứ không phải đàn bà là rắn. Đúng không? Cho nên khi mà ngài dạy em, ngài ngồi trên một hình cái con rắn như vậy, thế là ngài dạy em khi mà mình nhìn vào những người hận thù mình với một đôi mắt bao dung, chẳng những bao dung mà mình còn phải chỉ ngược lại cho họ cái tôi của họ. Tức là mình đừng có trách người ta khi người ta chê cười hay là khinh dễ mình. Thì em nhận ơn thì em biết rằng là ngài cho em cái cơ hội để mà cầu tiến, thì em chỉ cần hết khả năng của em như vậy. Em có nói với mình muốn tha thứ một con người chi bằng ta hãy tha thứ bằng tự đáy lòng mình đi. Mình tha thứ cho mình trước đi rồi mình mới được thấy được cái ưu điểm mà tha thứ cho người khác.
Tôi quý vị muốn về chứ, chúng ta về đi rồi cái gì khác em sẽ